chú bò. Chú bò. Wow. Béo. Wow, thơm á. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Lưu Linh TV. Đây, hai vợ chồng của Lưu Linh đó xuống nhà của mấy ông cậu chơi các bạn. Lâu quá mình cũng không có xuống đây mình đai rai với mấy mấy cậu không. Hôm nay ông cậu chính của mình nè, ông có một bệ sườn heo rừng đó mấy bạn. Yeah. Mà nè, thấy cái bệ sườn heo rừng không? Đã không? Tươi quá, tươi quá tươi. Quá tươi. Bệ sườn heo rừng thấy đã không? Rồi với lại vú vú bò, cái vú bò đó nè. Nè, qua Mỹ biết bao nhiêu năm rồi mới ăn được cái vú bò mấy bạn. Rồi bữa nay Lu sẽ chế chế biến mấy món á. Xong cái mình ngồi đây mình ra rai. Mấy bạn thấy cái lò nướng Việt Nam của mình không? À. Hồi bữa Lu Linh lên nhà của anh John thấy một cái thích quá. Lu Linh đi mua một cái ở tiệm Lucky á các bạn. Rồi bữa nay mình ướp cái ướp chao, vú bò mình ướp chao mình nướng ăn với lại đậu bắp. Rồi còn cái sườn này mình ướp với lại xả với lại gia vị của Mỹ Linh á, chút nữa Mỹ Linh làm. Rồi mình ngồi đây mình ra đây. Để giờ mình cắt cái vú bò ra trước đi ha. Hay là bầm xả trước ta. Bầm xả trước đi. Đây thấy không? Cắt xả luôn. Bầm anh Lu bầm tỏi đang mình nè. Ướp chao. Làm sốt chao đi, ướp vú vú bò. Em dày này em thấy đủ cho em được rồi, được rồi. Ok. Ở nhà của Lu á, gia đình của Lu á, ai cũng có cái dao này hết á. Cái dao này xài kêu bằng tuyệt vời luôn á. Nè, để Mỹ Linh quay gần lại cái hiệu cho các bạn thấy. Tại các bạn ưa hỏi nè, thấy không? Đó, hiệu dao đó, Victorinox. Như đó tỏi đủ cho em chưa? Như đây được rồi anh. Ok. Như đây làm cái sốt chào. Nãy xả ha. Ướp sườn. Ướp sườn ha. Lu đang bầm xả chuẩn bị ướp bộ sườn sườn heo rừng. Cái thịt nó đỏ đẹp quá hả anh? Mấy bạn biết mình nay mình làm mấy cái món này á, mình ăn á, mấy bạn nào ở dưới Miami nè có xem cái video này của Lu Linh á mà có thèm ba cái thịt bê thui hay là heo rừng hay là trái cây hay là muốn ăn gà, muốn ăn gạo, muốn nói tới mọi đủ thứ đó mấy bạn. Còn chính mình đó là ông bán hết mấy cái món đó đó, là ông chở tới chỗ nghe, từ ở homestead cho tới Palm Beach. Nhưng mà phải order số lượng nhiều mới đi xa nha các bạn. Không, đây. Mình cho số điện thoại nha. Có thắc mắc cái gì đó thì mấy bạn cứ liên lạc cùng chính mình đó. Lại hỏi, nếu mà thích ăn cái gì á, hỏi coi ổng bán gì đó. Thấy số điện thoại trên màn ảnh đó mấy bạn, thấy không? Không có ship đi nha các bạn. Cái này chỉ có deliver từ ở homestead cho tới West Palm thôi nha. Chứ không có... không có ship đi, không có gửi đi. Local cho local. Mấy bạn mình ở Miami bây giờ thích ăn á. Mua không? Cái này cái vú bò. Chỗ này chắc mở không á anh? No. Cái hết sảy luôn á, chỗ này là hết sảy luôn á. À. Thấy chưa? Nhìn thấy béo quá hả? Thơm quá trời luôn em. Thơm dễ sợ luôn. Coi cái cục ngay cái vú nè. Chính ơi. Chính ơi, coi nhà Chính coi cái sửng nhỏ, cái đầu nướng nhỏ không Chính? Nghe nè, bỏ lên nướng là hết sảy. Xong Mỹ Linh làm cái chao xong nha các bạn, rồi anh Lu sẽ bỏ vô anh Lu ướp. Em đứng qua bên đây nè, em không có cái bóng em. Đứng bên đâu? Trời ơi. Bây giờ mới nói chuyện. Cái này. Coi cái cục nè, cho các bạn thấy nè. Thấy cái vú bò không, đã không? Nhìn giống mỡ ha. Nhưng mà không phải đâu. Hồi ăn mới biết.
Đang cắt mỏng lại chút xíu. Dạ, yeah, để thôi dày quá. Không, một hồi là mình bỏ lên trên cái lò, ồ, nướng từ 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 chán luôn á. Qua Mỹ biết bao nhiêu năm rồi mới ăn được cái vú bò. Này tươi luôn nữa chứ. À anh ha. Hả? Dạ, cái này là mình ướp chao trước. Chao mình nêm nếm chút xíu bột gà, miếng đường, với chao, với tiêu, với ớt sa tế nha các bạn, với tỏi nữa. Cái món này á, Lu chưa có bỏ lên nướng, chưa có ăn là biết thấy nhức nách rồi nha. Xin lỗi các bạn nha, chịu không nổi nha. Xin lỗi chịu không nổi nha. Cái từ của anh Trên là mấy món là chất phí mà sao? Anh lấy cái miếng thịt đó anh chét vô chén luôn. Oh yeah, đúng rồi. Tém vô. Thông minh. Ừ, coi cái vú nó giống thịt là... Nhìn giống mỡ vậy. À hả? Chưa bao giờ ăn nha các bạn, bữa nay là thử coi... Bữa nay lần đầu tiên ha. Ra sao? Không sao, anh làm đồ nhậu là kêu bằng tuyệt vời rồi. Chao thơm hả anh ha? Đây à. Mình phải... ướp hồi nó thấm á. Anh có cần bao tay ướp không? Mà có không? Chắc mà có để mi lấy nha. Đó, anh Lưu ướp xong hết rồi nha các bạn. Hồi mình chấm với chao với đậu bắp nè. Nãy mình trong anh Lưu kêu ra anh Chu trang trí dĩa rồi đẹp phải không? Dạ, anh đang nhậu kêu khó nói rồi đó. Anh đang cắt sườn. Được không anh? Được. Anh làm không được. Đã không? Dạ. Này cứng quá, phải xuống dưới chặt để thôi, chặt trên cái bàn là hư vàng mấy các bạn. Mấy cái sườn non coi đã không mấy bạn? Trời ơi, nó phê ăn luôn á. Nó mỏng quá hả? Ăn cái nào hơ. Ăn cái này là má ơi luôn á. Mấy bạn nhớ nghe, ai mà có thèm á liên lạc anh Thiên nha. Số điện thoại của anh Thiên trên màn ảnh đó. Bán từ trái cây cho tới bánh bao mà tới heo rừng luôn các bạn, gạo luôn nữa. Chỉ có deliver từ ở Homestead cho tới West Palm thôi nha các bạn. Không có ship nha. Cái sườn nó nhỏ xíu, nó mỏng hết. Mà ngon á. Nướng nó sảy lên thấy không? Rồi bây giờ Lu sẽ bắt đầu ướp nha. Mà cái đầu ướp của Linh nè, trời ơi. Phê. Vừa cay, vừa thơm, vừa mặn, vừa ngọt, vừa béo. Đủ thứ dừa hết á, vừa ăn nữa. Cái này là ai mà thích nhậu chắc bể bụng ha. Tại cái này mấy heo rừng là món nhậu không em? Bởi vậy cái mùi nó thơm quá anh, cái thịt nó đỏ đẹp quá hả? Bởi vậy anh nói nay mình xuống đây mình ra đây với lại mấy ông cậu. Sẵn mình làm mấy cái you know what, để anh xài. Chừng cay em để ớt sa tế chổng á. Hồi nhớ rửa tay nha, chét vô mặt cái là banh xác anh luôn. Thiện khóc nguyên đêm. Ngon quá, khóc nguyên đêm. Thơm quá anh ha. Chưa? Heo rừng nha mấy bạn. Heo rừng. Nếu mà mấy bạn mà cảm giác mà muốn thích ăn heo rừng nè, coi cái bị sườn nó, coi cái da cái sườn nó đã không? Look at this. Đó. Một hồi mình bỏ lên cái lò đó mình nướng ăn. Trời ơi, má ơi, má ơi. Các bạn thấy cái tươi không? Cái thịt heo tươi, cái màu nó đẹp. Quá đẹp luôn á. Hấp dẫn chưa? Cái này giống nhà hàng luôn luôn. Nhà hàng của Lu Linh. Home cooking nha các bạn, này home cooking. Heo rừng. Thơm quá. Xong cái này đốt cái lửa lên. Bởi vậy mấy ông cậu mà sướng lắm.
mình làm đồ nhậu cho mấy ổng nhậu là banh xác luôn. Đã luôn ha. Phê. Giống Việt Nam không các bạn? Lò đất nha. Nay mình ăn kiểu này nhớ Việt Nam, nhớ quê hương nha. Tay dơ anh đi rửa tay rồi mình đã lấy cái dĩa. Cái này thấy chưa? Lò bếp là phải vậy đó. Đó, để trên đây cái hồi anh Lưu sẽ nướng hết sảy cho các bạn. Này, vú bò. Đó, bên đây là sườn heo. Hello cậu. Vú bò. Vú bò. Hello cậu. Cái xe là biết con ngang tài nấu rồi. Với mày với thiệt thấy hai xe là phải ăn cầu giờ vừa phải chứ ăn cầu nấu đã hơn còn chính thì còn chính thì giờ thu rồi đó phải có cầu còn cái mà biết cái này màu chín luôn á anh ha dẹp lâu rồi chị em này màu chín luôn cái này coi anh nghĩ cũng ok chứ không có lâu mấy đâu bắt đầu nó còn cái mà giờ nó ra bông nữa rồi cho mấy miếng sườn nó cho đó là hai mùa mà mặn cầu ta là nó đen đó đúng không? Nếu ăn không có ăn á, nếu mà ăn mặn cầu xong á tuột lá hết cái nó ra bỗng là đợt hai à. Năm hai vụ đều mặn cầu xin. Dưỡng mười. Dưỡng mười. Dưỡng mười ăn chi vậy? Cầu mặn cầu xin mới là nó là không để ăn vú bò ăn xôi mặn nữa không anh? Hồi dưỡng mười no luôn rồi. Ngày có cậu ba nữa nè. Hello cậu. Thơm. Thơm quá anh. Bứt vào mũi luôn. Cái đó vú bò anh mày. Hả? Quá trời thơm luôn. Người đó có ăn vú bò chưa? Thấy náo nhiệt vui không các bạn? Mợ Út đang nấu hủ tiếu gà nè. Hello mợ Út. Này dữ. Đang kiếm triệu view mà. Đưa người đẹp lên mà. Hi Lily. Hi Lily, why are you so mad? Why are you so mad? Huh? Aww, she's so cute. Đây nè. Lô ướp xong nè. Ướp mấy cục filet mignon nè, thấy chưa? Giờ mới là thịt bò, ướp nước mắm. Filet mignon. Dương Mười thử thấy sao Dương Mười? Nước mắm đâu? Bây giờ cái này mê, bây giờ không biết nước nó khét hết rồi nè. Người ta phải để ngoài đây nè. Cái vú nó béo. Béo hả? À, thịt bò muốn ăn liền á. Cậu ăn thịt bò cậu, nướng cho cậu. Không tới. Hết sảy. Nó thơm béo thơm được. Sao để anh thử cái này. Nha. Vú bò. Vú bò. Wow. Béo. Wow, thơm không? Béo. Để vô chín ủng lên nào, ủng nướng lên khác hết rồi. Thơm quá ha. Hello anh. Khỏe. Phải mấy cái này vú thử đi đó vú vú bò đó thịt vú nè còn cái đó thịt heo rừng nhức nát ha nhức nát ha vú vú bò. Hello anh Hường. Sao ơi đâu heo rừng heo rừng á.
Anh Hùng thử đi anh Hùng. Thử nguyên miếng cây vú á. Đó giống anh nhìn vú. Dạ, đây đâu. Đây cái miếng nóng này, miếng nóng nè. Đây là miếng nóng nè, vú vú bò á. Không. Chấm với chao. Chấm nhậu vú bò đi. Dạ. Anh cái thịt heo rừng vừa ăn không? Vừa không chín? Quá vừa, quá vừa. Mà heo rừng không biết coi chín nó cũng nướng sao. Cháy á. Ủa chưa cuối. Cái này không biết chín không? Cái này không biết chín không? Cái này không biết chín không? Thử đi. Mày cái đó để bỏ miệng ăn thôi, không chấm gì hết á. Hôm nay anh Hùng được lên YouTube á nha anh Hùng. Hôm nay lên lưu lên nha. Đang ăn đồ khác không à? Sao được? Có cái cần thêm nước mắm không? Ok, ok. Đó, nè. Miếng phi lê miên nhau nè. Đó. Anh Hùng, vô anh Hùng cậu. Dạ. Mày lên mày nhau cậu, nước mắm. Ăn đi cậu. Mày ăn vui con trai nữa chứ ơi. Hay vui ha. Cái filet mignon thì màu chín ha. Cái này á, anh ăn cái khác cùng nó thơm dữ lắm mà anh Hùng. À cái tại cái filet mignon này á, mình nướng à, nướng dê à. Bò cái thịt bò phải lấy mì nhon sao cậu? Được ha. Vô cái đây nè. Nước luôn mà. Ồ vừa ăn thôi, bỏ miếng mắm là tiêu ha. Như đó đủ rồi. Phi lê. Cắt miếng cài phi lê cái. Nóng nha. Vừa nóng vừa thổi. Chơi nhiều năm rồi cho nên nó cũng ok. Nhưng mà chưa xong bắt đầu cũng mệt đó. Ngon nha. Ngon ngay trời. Không, pick a ball single. Vâng. Yeah. Ngon ngay trời. Pick a ball bây giờ. Anh cái này giống như nguyên cục mỡ nha anh hả? Cái vú. Cái vú này nhìn giống bằng mỡ ha. Dạ. Mỡ phải mỡ. Mỡ lắm nha. Quá đã. Để nó bị chín. Mà chín là sao mà chín? Ăn cái vú bò sao mà chín? Ngon hay nè, cái miếng lên kêu là cái chảy bay, chảy bay. Ngon cho miếng nè. Cứ đánh o đây lòn. Chín chưa? Chín này, chín này. Nè, muốn ăn hả? Chín chưa? Chúng ta nè. Em mày cắt nhỏ. Chơi mời thử miếng nè. Em bỏ lên mà. Đi. Có cần cắt. Trời. Đúng rồi. Nè, bỏ cả. Đó, vô. Đó rồi. Lo ăn gì bỏ đó không? Em còn có con tay làm sao chịu nổi rồi. Này cua cậu mới đi cua bữa nay, đi câu bữa nay nha các bạn. Đó. Cái chỗ mà Lưu Linh chỉ với mấy bạn đi câu đó. Cậu mình đâu phải câu rồi. Đúng rồi. Đó. Đó. Vô cái nồi. Sao không vú? Có sao không? Hai à, đó. Nè. Con này là con chạy nha. Nha, cua quá trời bự luôn á mời. Cái mình đâu có câu cá. Có. Tại cái đó commercial. Ngon nhường mời. Nhường mời cua ngon. Ôi cắn ghẻ răng á. Mấy con cua này nó mập dữ lắm nè. Cái càng cho thấy đã không? Đó chưa. Nhưng mà cua ấy nó phải theo chứ đây. Nè nè, nhà nha có hai bà mẹ rồi nhà cậu cầm vậy cho chụp hình cậu luôn. Ở ngoài biển á nó cầm vậy nè. Cầm lên đầu cũ nó nhận bên vậy nè. Nè. Bạn chú nè. Chờ lại qua chụp hình dưỡng nó chụp đi. Bà nào bên Việt Nam thì ba con đó rồi chết bà. Hai mẹ Mỹ. Rồi các bạn ơi, anh Lưu nướng hồi nãy giờ là hết vú bò rồi đó. Vú bò xong rồi. Cái vú đắt quá đắt.
giờ mình còn như đây thôi à, giờ mình ráng nướng hết cái cái gì heo rừng á, dài quá nha, cái dài quá chị, dài luôn. Cái này á mình phải xào lăn á ăn mới được, không nướng ăn hơi bị dai, mình phải xào lăn ăn xong mới được. Còn cái này á, giờ mình nướng xong hết này là mình cũng xong bữa nay luôn các bạn. Rồi Lưu Linh xin tạm ngừng video ở đây luôn nha các bạn. Lưu Linh chúc các bạn mình một ngày vui vẻ. Các bạn nhớ cho Lưu Linh cái thumb up với subscribe để ủng hộ cho Lưu Linh để có những video tiếp theo. Nhớ nha, có muốn ăn mấy cái đồ gì vú bò, heo rừng, gì bay thui đồ á, trái cây đó, nhớ liên lạc anh Thiên nha. Số điện thoại của anh Thiên cho màn ảnh nó thấy chưa. Đó, bánh bao ảnh cũng có nữa. Vú sữa rồi vú sữa, vú bò ảnh cũng có nữa. Vú lại có hết. À, các bạn muốn ăn á, ảnh cũng có bán gạo nữa đó. Rồi mấy bạn thích ăn á liên lạc ảnh chở tới tiệm luôn. Từ đây tới West Palm Beach. Nhưng mà Homestead tới West Palm. Đúng rồi, nhưng mà tại ôi rồi số lượng nhiều. Liên lạc cái chú đi. Rồi có gì nói chuyện với anh sau. Ok. Đó, rồi mấy bạn hôm nay thấy không? Vú bò. Qua Mỹ biết bao nhiêu năm rồi mới ăn được cái vú. À, ăn được vú bò. Ăn ngon hơn cả vú dê. Ngon vú bò ăn ngon vú dê đó. Và thơm hơn vú dê nhiều. Đấy, để bữa nào mình kiếm nai á, mình làm vú nai ăn. Vú nai chắc ốm nhom á. Giờ mấy bạn biết rồi đó nha. Giờ muốn ăn cái này á, liên lạc cho Thiên đi. Điện thoại trên màn ảnh đó thấy chưa? Đừng có hỏi nữa. Được rồi đó. Bye. Bye. Hello. Bye. Cậu Chính ngồi đó đó, cái gì liên lạc cậu Chính à. Ha ha ha.